Xin chào cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nha. Tôi là ở Bình Dương nha cô chú anh chị. Ở đây cũng có một cái trường hợp là cái ông lão là ở nhà quan nè. Cô chú anh chị tôi chỉ tay nha. Cô chú anh chị nhìn cái hướng này nè. Là mà ổng bây giờ á, anh chị cô chú trên cộng đồng mạng, nếu mà có thương tình cũng đừng có nên gửi cho ổng bất cứ một cái món gì hết. Tại vì con người ổng khùng thì người ta cũng phải là đi làm ăn chứ, người ta cũng vẫn biết bán vé số vậy cô chú anh chị. Cái này em nè, em bức xúc nha cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Em cầm thịt bò xuống cho ông ăn, ông cũng tạt nước thánh nữa cô chú anh chị. Rồi ai đem mấy em mà truyền thông vô quay á, đều ổng đều quýnh hết. Ông lấy cây ông đập hết. Thì thay vì em nói với cô chú anh chị nghe nè, người ta lại quay vậy đặng cho Mạnh Thường Quân để giúp đỡ có đứa bé nhỏ trong đây, để không đặng cho nó có nó ăn. Hỏi với cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, bây giờ ổng đang khổ như vậy, không có nhà ở. Người ta mấy em truyền thông lại quay để cho ổng có để một miếng để xin nhai, đúng không? Để lá lành đùm lá rách. Mà cái này ổng không có quan tâm tới những cái người mà cho không ơn nghĩa gì luôn. Mà hỏi là tới là ổng lấy cây ổng quánh. Hỏi cô chú anh chị về bút xúc không? Thậm chí em đem thịt bò của cô Nga ở trên bến xúc xuống mà ổng cũng tạt nó khánh luôn nữa. Chịu nổi không? Ông không ơn nghĩa gì hết. Trời ơi, không thì không cho giữ mà tỉnh cho lung chứ, con nửa nạt nó nở mở. Tay chân thì có đầy đủ hết mà không dặn ăn nhắc làm. Nên cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mà có Mạnh Thường Quân nào có thương tình, làm ơn đi, đừng có giúp hoàn cảnh này nữa. Còn gia đình của em Hiền này nè, ở đâu vô cuộc đi, đặng cách ly ông này với đứa bé ra, để cho đứa bé có ăn học. Để ông em bé như vậy là tội nghiệp không? Đứa bé bây giờ là không có cách ly, để như vậy là hỏi bà ngoại ở đâu, ở trên trời vậy, nói toàn trên trời không à, nói toàn là vô bằng cái tu hành tu kiểu gì á, tu cái này là tu nhà nước cấm hay sao á. Nói thật tình là vậy á, mình vô mình thăm, mình thương em bé, mình cho em bé một số đồ ăn để cho bé có bé ăn. Mà cô chú anh chị công nhận em nói không, những cái em mà đi vô đây nè để quay nè, rồi cái cộng đồng mạng người ta thấy vậy, người ta thương, người ta cho ba cái đồ ăn để cho em bé nó có nó ăn, mà vô cắt tóc cho em bé, thậm chí cũng bị đánh nữa, cũng bị tạt nước thánh nữa, đang cắt nửa chừng không phải đuổi ra luôn. Đây chính tôi cũng mua sữa đem xuống, tôi cũng nghèo cô chú anh chị công nhận không, tôi nghèo tôi vẫn lá lành đùm rã rách. Nhưng mà cái ông này không có biết, không biết điều. Nên anh chị cô chú trên cộng đồng mạng làm ơn đi, giúp đỡ những cái mảnh đời mà người ta phải là biết làm ăn mà người ta khổ thì nên giúp. Còn cái như cái dạng này không nên giúp nha những Mạnh Thường Quân. Thật tình ra tôi rất là bức xúc, tôi tức lắm luôn á. Tôi hỏi chứ ngày nào tôi cũng đem thịt bò hoặc tôi đem ba cái món đồ để cho em bé ăn. Rồi cô chú anh chị comment vô nói tại sao mà không giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh hơn. Tại vì mình thấy em bé này nè, ở chung với ông khùng này nè, khùng quá đi. Nên giờ mình muốn kêu gọi gia đình của cái em Hiền, là vợ của ông khùng này nè đó, là vô cuộc đi, đưa em về cho em đi ăn học. Chứ để không có đâu mà để cho em như vậy rồi thất học, tội nghiệp không. Nên bây giờ gia đình của em Hiền ở đâu, làm ơn đi, rước em Hiền về và cách ly ông khùng này ra. Trời ơi, khùng là khùng cho dữ, chứ có đâu mà bây giờ những em truyền thông quay lên vậy là cộng đồng mạng ai cũng đều biết, để giúp đỡ em bé thôi chứ không phải là giúp đỡ cho ông khùng nha cô chú anh chị nha. Em nói rõ, tại vì bây giờ ông muốn cho ăn cho, không cho thôi. Trời ơi, hỏi chứ cô chú anh chị chịu nổi không? Mà vô quay là ông vui thôi, buồn là ông lấy nước thánh ông tạt. Ông tạt rồi ông quýnh. Chịu nổi không? Chính em nè, em cầm vô nè là bắt đầu không có ơn nghĩa gì luôn nữa. Khùng đâu phải khùng vậy. Tay chân có đẹp trai đẹp gái mà không biết mừng ăn, dạng ăn nhất làm. Nên cô chú anh chị có từ thiện, cũng không nên thương xót mảnh đời bất hạnh này. Mảnh đời bất hạnh này dạng ăn nhất làm, chứ không phải là không biết làm đâu. Trời ơi, còn tay còn chân ta vẫn đi bán vé số, cùi đuôi vẫn đi bán vé số được, tại sao không làm? Ăn no rồi tối ngày đi xin, ngửa tay xin tiền là sao? Nên bây giờ là tụi em đến đây là chỉ thương đứa bé thôi, chứ còn ông bây bà giờ chị thương. Nói cho tụi em nghe là cũng không nên thương đứa bé. Bả ổng lợi dụng tụi em thương mấy đứa bé này nên ổng mới ra tay để hành xử với những cái em truyền thông này.
nên chị không chấp nhận cái đó. Chị là Mạnh Thường Quân nha, chị xuống chị thấy vậy chị không chấp nhận. Thậm chí bây giờ chị cũng mua đồ ăn mà chị không cho, nói thật là không cho, đem về không cho nữa. Nên á, những cô chú trên cộng đồng mạng này nè, có thấy những em YouTube mà có quay lên thì làm ơn cho những cái mảnh đời bất hạnh hơn cái người này, tự những cái người này là dạng ăn nhắc làm. Đúng rồi, chia sẻ nha. Nói thẳng là vậy. Nên lên. Giờ cô chú anh chị á, là không nên cho. Hỏi chứ cô chú anh chị bây giờ nè, còn gia đình của em Hiền, nhắc lại lần nữa, ở đâu vô cuộc đi, báo công an đi, để bắt về cách ly em bé ra, để cho em bé đi ăn học đàng hoàng. Tuổi đó bây giờ là tuổi ăn học, mình vô mình rất là nóng ruột. Hỏi chứ con mình sáng mai là 7-8 giờ là cho ăn rồi. Còn này em bé mới có 3-4 tuổi à, 5-6 tuổi gì hai em. Mà hôm 10 giờ cô vào cho đồ ăn nó có cảm ơn không? Không cảm ơn luôn, đâu có biết gì đâu cảm ơn, nói ở trên trời dưới đất không à. Cha mẹ có dạy đâu, nói toàn là âm binh không à. Cái này là tu cái gì mà nhà nước cấm á, theo như mình nghĩ là vậy đó em. Thật tình á, nói toàn là dạy mình giết ai vô cũng bị phạm lực á. Lực gì? Hỏi chứ lực là lương tâm mình thôi. Tôi thiệt chứ tôi cũng khổ lắm nè cô chú anh chị, tôi bán từ trái bắp nha. Nhưng mà tôi vẫn đem đồ xuống, không phải là mình kể đây là mình không còn ơn còn cái gì nữa hết. Nhưng mà mình thương xót là thương xót em bé thôi. Nhưng mà vô thì thôi, vô là bắt đầu ông dí, ông tạc Đức Thánh rồi ông cho, ông chửi, trời ơi ông chửi ghê lắm luôn á. Thậm chí mấy em truyền thông lên quay để giúp đỡ gia đình ông cũng đánh nữa. Trời ơi, cái này là lực bảo vệ trẻ em đâu? Rồi công an đâu sao không vào cuộc? Những cái nữa. Chuyện này hội phụ nữ đâu sao không vô cuộc để đưa cách ly em bé ra cho em bé ra ăn học chứ có đâu kỳ cục vậy. Ngày nào mặt giống như mặt cậu á, trời ơi mặt cậu gì, ông này là giờ ông dạng ăn nhắc làm, ông đóng thôi, nói thật với tụi em, ông đóng thôi, ông đóng phim thôi chứ không phải là đơn giản đâu. Ông này là không phải vừa đâu. Tôi hỏi chứ cô chú anh chị coi những cái clip mấy em truyền thông quay, mặt ông cũng sáng láng, chân tay ông cũng có đầy đủ chứ bộ không có đâu. Bây giờ ông giả giờ ông mượn cái cớ đó để ông đi. Sáng nay nhìn mặt giống con cây á. Không, ông đó, em đừng nói vậy, chị nói cho em nghe nè, trên đây nói chuyện đàng hoàng em. Chị nói chuyện trên mạng là chị nói rất là đàng hoàng, không có nói chuyện ba trợn để cô chú anh chị không hiểu, biết không? Là tôi nói cho cô chính chị nghe nè, là trong khi á, ông bây giờ tay chân ông có. Trời đất ơi, dạng ăn nhắc làm, cứ ngửa tay xin tiền, cái nói à, khùng là đi xin tiền, không dám đâu. Trời đất ơi, ông bây giờ, ông mượn cái cớ đi khùng. Để ông lợi dụng Mạnh Thường Quân. Nhưng mà con nghĩ ông có khùng thiệt hay là giả khùng? Cái này là ông giả chứ không khùng thiệt đâu. Khùng thiệt gì mà khùng, khùng thiệt, khùng thiệt mà tại sao ông kêu tụi em những cái clip mà ông quay ông hung vợ ông tụi em gỡ đi. Hả? Tụi em nói cho chị nghe coi. Thật tình là tôi rất là bốn xúc. Nên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân làm ơn đi, giúp những cái đời bất hạnh kia, còn tổ phụ nữ đâu vô cuộc. Em bé này ở Nga chủ cái ở Bình Dương này nè, vô cuộc đi để giúp đỡ em bé đó. Cái đó là cho... phải có nhà người nhà phải làm đơn mới được. Không, tổ phụ nữ dẫn xuống can thiệp được em. Tổ phụ nữ xuống can thiệp được để đưa em bé ra là cách ly dưới hai vợ chồng ông này để cho em bé ăn học. Chứ như vậy tôi rất là bức xúc, tôi nói thiệt. Tôi xuống tôi thăm hoàn cảnh là tôi thương em bé thôi chứ không phải là thương hai vợ chồng này. Thật sự là vậy á. Những Mạnh Thường Quân kia cũng xuống thương em bé, tại vì người ta thấy em bé tội quá xuống cắt tóc. Ông cũng đuổi, rồi cho đồ, cũng không có tiếng cảm ơn, chỉ có ăn mà thôi. À, cho ăn mà đòi ăn thịt gà, ăn thịt bò đều không mới chịu nổi á. Mà cho em bé nhiêu là vợ chồng ông dành ăn hết chứ em bé có ăn đâu. Có biết gì đâu ăn, ăn đồ ăn táo không à. Đồ ăn táo không chứ từ nào giờ không biết miếng cơm là gì luôn á. Cô chú anh chị cũng có con cũng nóng ruột vậy. Nên giờ tổ phụ nữ làm ơn vô cuộc giùm em. Đây là em rất là bức xúc, em nói thật sự. Em rất là bức xúc. Nên em mong cô chú anh chị á chia sẻ ra mạnh mẽ ra để cho Mạnh Thường Quân á đừng có cho tiền nữa. Và những cái cô phụ nữ của địa chỉ của cái ông khùng này đây, tách ly em bé ra cho em bé đi ăn học để cho nó có biết cái chữ, nó biết con chữ với người ta. Chứ em bé này nhìn cũng sáng láng, cũng dễ thương lắm chứ không phải đơn giản đâu tụi em. Thật tình á, tôi thấy vậy tôi nói thiệt với cô chú anh chị á, làm ơn giùm em đi. Đừng cho ông già này tiền. Ông lợi dụng, ông khùng. Chứ thật ra ông không có khùng đâu, ông khôn lắm luôn á. Rồi ai cho ông gì, ông chỉ lấy thôi, không biết cảm ơn. Mà mình cho thì nhiều khi mình nói lỡ, nói tiếng nói nào ha, là phạm á, phạm với triều đình á. Nghĩ sao vậy? Triều đình nào? Tôi sống là sống cái tâm tôi nha cô chú anh chị.
tôi sống là cái tâm tôi chứ không phải là tôi lên mạng xã hội để tôi nói là tôi cho mảnh đời đó. Tôi đâu có tiền đâu mà cho. Nhưng mà tôi, cái tâm tôi để tôi cho em bé được bao nhiêu thì tùy cái tâm, lòng tâm của tôi, lòng hảo tâm của tôi. Chứ không phải mà tôi giúp ăn không người rồi đâu. Tôi làm lỡ núi lỡ non, tôi đâu có rảnh đâu mà đi làm cái chuyện tào lao âm binh này. Nhưng mà tôi rất là bức xúc. Hỏi chứ mới vừa xuống sáng mơ nè, là tôi định cho em bé mấy cái miếng quà để cho em bé có ăn, là ổng với mấy em YouTube truyền thông này nè, ổng muốn giải dò hết trời trừng. Trời đất ơi, coi chịu nổi không? Vậy cô cho con hỏi là mấy anh em YouTube là đây quay thì có chọc phá gì không? Theo cô mà là cô là người mà Mạnh Thường Quân đến đây mà chứng kiến á. Không, thì giờ tụi em họ mới có món ăn. Dạ. Nhờ tụi em Mạnh Thường Quân mới biết vô cuộc đó, chứ không có tụi em làm sao mà nhà nước biết mà Mạnh Thường Quân biết, mấy tụi em công nhận không? Dạ. Nhưng mà người ta, mấy người trên đó họ kêu là tụi em diễn kịch đóng phim có phải không chị? Diễn kịch sao được, tôi nói thật với cô chú anh chị, chính tôi là tôi ở Bình Dương nè, tôi bán dừa bắp xong là tôi chạy xuống đây tôi cho cô Nga ở xã Thanh Tiền nha gửi 10 kg thịt bò dẫn cho ổng, ổng nấu ông ăn đã, ông sung ông dí mấy em này chạy, chịu nổi không? Đó. Đó rồi qua ngày hôm sau là ngày hôm qua tôi cũng xuống cho thịt bò nữa. Đó rồi cái ông ăn ông dí cái em truyền thông kia gãy giò rồi kìa. Đúng, đóng chịu phim nổi không? Làm sao mà gãy giò được? Làm đúng sao không? Mà đóng phim? Cái đây này là cô chú anh chị đừng có comment vô chữ mấy em YouTube tội nghiệp. Thì công việc của tụi em thì ví dụ như không, cho mọi người biết. Nhờ có mấy em truyền thông này mấy là cộng đồng mạng mới biết được cái hoàn cảnh nào. Chứ không có mấy em truyền thông này làm sao biết được. Đúng không? Chị nói tụi em đúng không? Đó, như giờ đánh lộn hay là cái gì đó là cũng có mấy em truyền thông quay lên rồi nhà nước mới vô can thiệp. Chứ làm sao mà người ta biết được. Như cái ông này ở đây cũng ở xóm mình mà mình đâu có biết đâu. Nhờ mấy em này quay lên mình mới biết. Mình mới xuống mình mới cho em bé sữa này nọ, thịt bò ăn. Mà xuống đây là ông tạc nước thánh, ông dí không à, ông quýnh không à, chịu nổi không? Khùng gì kỳ vậy? Bây giờ tôi nói thật với cô chú anh chị làm ơn đi. Bây giờ cái ông này nè, là dòng họ anh em của em Hiền, là vợ của ông khùng này nè, ở đâu? Vô cuộc đi, để bắt em Hiền về hoặc cách ly em bé ra, cho em bé đi học. Chứ thật ra tôi bốc xuống hỏi xuống đây là người ta cho biết lấy thôi, biết lấy ăn thôi, chứ ngoài ra không biết gì nè, cứ cho là lắm mà. Không biết cảm ơn luôn. Cảm ơn làm gì? Em bé bây giờ còn không biết nữa, nhờ tụi em xuống mà em bé còn biết ca được 1-2 bài. Chứ không có là em bé cũng không biết ca nữa. Tự kỷ luôn á. Bắt đầu dạng dĩ rồi đó con. Bắt đầu là em bé từ cái hầu mà tụi em xuống đầu tiên á là chỉ coi những cái clip hen. Là em bé chưa có ra tiếp xúc ai cũng sợ. Từ vì sống ở trong rừng mà. Nên giờ á tụi em xuống tụi em cho ăn rồi dạy hát, dạy ca là em bé biết ca được 3 bài. Đó là tôi cũng có xuống đây tôi cũng kêu em bé ra, em bé cũng dẫn ra. Nhưng mà hỏi ông ngoại, bà ngoại đâu ở trên trời vậy? Chịu nổi không? Rồi học cũng đâu học rồi, học tới lớp 10, 12 gì á. Ông dạy như vậy á. Hỏi cô chú anh chị chịu nổi không? Cấp 8 rồi. Hỏi cô chú anh chị chịu nổi không? Trời đất ơi, cái đó phải cách ly ra chứ đâu phải để gì được. Thật tình là tôi rất là bức xúc. Bây giờ em bé nó còn nhỏ lắm. Cái bé này dầm dễ thương lắm, ngoan lắm. Nếu mà cho ăn học đàng hoàng, em bé học giỏi lắm. Không có đâu nói thật. Tự về vô là bắt đầu nó ca cái chú công an, cái bài chú công an rất là hay. Tôi nghe tôi còn dễ thương nữa, tại vì tôi không có con gái. Tôi thấy vậy tôi muốn xuống tôi ăn cắp em bé về luôn mà không được đâu. Ông này cũng dữ lắm, ông dí, ông tạt nước thánh. Tắm mà tạt nước luôn kìa. Tạt nước thánh á. Tạt lên đầu lên cổ những em truyền thông không à. Rồi lấy cây đập, lấy cây phang, lấy đá đập đá chọi. Tôi xuống tôi rất là bốn xuống, tôi xuống tôi nín còn ha. Tôi không dám ho luôn á. Tôi cho mà tôi không dám ho luôn á. Thật tình á. Tại chẳng qua tôi thương em bé thôi chứ cô chú anh chị đừng có comment vô là chữ những em truyền thông hoặc chữ tôi nói là u rảnh quá chuyện của người ta. Thật ra là mình phải vô cuộc những cái chuyện này nha. Tại vì em bé bây giờ nó còn quá nhỏ mà bây giờ để như vậy thì sau này em bé nó như thế nào? Phải cho nó đi ra nó học cái chữ để nó biết cái con chữ. Chứ bây giờ nó con gái phận gái để sau này nó khiền khiền điên điên nữa. Nói toàn là ở trên năm trên không à. Nếu mà bây giờ những cái chị mà làm bên tổ phụ nữ á, mình cũng có con mình can thiệp vô chuyện này đi đó, cái em đó em rất là mong, thật tình luôn. Em công nhận là giờ tổ phụ nữ nó mạnh lắm nên giờ em phiên mấy chị á, làm bên tổ phụ nữ ở đây á, hội phụ nữ ở đây á, vô cuộc đi để cách ly em bé ra cho em bé biết con chữ. Thì em bé mặt mày nó cũng sáng láng dễ thương lắm,
để nó sống như vậy sau này nó ảnh hưởng cuộc đời nó, tội nghiệp nó. Thì giờ tôi cũng mong những lời vậy đó. Đó nên giờ tổ phụ nữ tôi chỉ phiên thôi chứ đây tôi cũng không biết ở đây là gì ta. Vậy được rồi. Thì giờ thì nói vậy là tổ phụ nữ cũng biết là ở đây rồi. Tại vì ở đây là tổ phụ nữ sẽ nắm đây rồi. Nên giờ tổ phụ nữ cũng vô cuộc giùm tôi đi. Để cách ly ra cho em bé đi học đi. Còn những mạnh thường quân có thương cũng đừng có đem quà, đem đồ, đem cáp gì cho ông này. Vô ăn nước thánh á, đưa đồ cho ông ăn, ông sung lên là bắt đầu ông cho mình ăn nước thánh. Thật tình ấy vậy á, vô không dám ho. Tôi vô tôi cầm thịt bò mà tôi không dám ho, mấy người ơi, tôi xách đi tôi cúi đầu luôn á. Vô lúc nào ông cũng chửi nè, ông nói toàn lâm trên, nhưng mà ông vô là ông nói tôi bị phạm lực. Trời Phật mày đẻ ơi, vô tôi phải ký tên lên. Ký tên giấy họ tên tôi lên. Ký tên là nó phạm lực hả? Vậy cô cho con hỏi mà bữa hổm anh em con mà lớn nó quay hình được cái clip mà ổng tạt mưa ướt vô mắt á, sưng mắt luôn á con. Đúng rồi. Có cái lúc đó là ông tạt mưa ớt á, dạ. Mưa ớt dư nước mắm. Dạ. Vô mắt của vợ ông. Chắc hồi đó là ghen chú con. Không có, tôi nói thật chứ con người ổng này là ổng tu cái Phật pháp nào mà ác nhất á cô chú anh chị. Nên ổng mới sống với vợ con ông vậy, ổng bây giờ ổng địa. Bây giờ ổng chỉ triệt vợ ổng nghe thôi. Cái gì bây giờ cũng như cái kiểu mình vô mình thấy ổng cặp mắt ổng dòm mình á cô chú anh chị, là tôi không dám dòm ổng. Tại vì nè, làm như cặp mắt ổng á là đưa mình vô một cái tu hành của ổng á. Nên ngày qua tôi đi á, ổng là hồn miên vậy đó. Tôi vô mà ngày qua tôi về tôi ngủ cái bằng tôi say mê những em truyền thông điện cho tôi mà tôi không nghe máy được luôn á. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Ổng dòm vô cặp mắt mình á là cũng như cái kiểu mà ổng dụ mình không còn hồn ký luôn. Tôi về tôi nằm một đống luôn á, thật tình luôn á. Nên bây giờ ông này là không phải dạng dừa đâu nha. Ổng tu cái dạng mà thánh đất Chúa Trời hả? Đúng rồi, thánh đất Chúa Trời á. Bây giờ ông toàn là ông nói thánh đất Chúa Trời không mà. Nên giờ pháp lực đâu mà không vô cuộc ông này để cách ly em bé ra. Cái này là tôi kêu tôi gọi tham anh tham em tham, đừng nói, để chị nói cho để chị nói cho đó là cô chú anh chị hoặc nhờ pháp lực ở đây. Tại vì tôi là mạnh thường quân, tôi rất là bức xúc nên tôi xuống thấy hoàn cảnh này là tôi nhờ cộng đồng mạng chia sẻ ra để vô để giúp em bé, để cho em bé nó biết từ con chữ nó học, chứ để không vô sống như cái thói này sau này em bé như vậy tội nghiệp lắm. Mình sống mình phải có cái tâm nha, chứ không phải sống mà để như vậy được. Tôi xuống rất là bức xúc, muốn cách ly em bé ra mà tôi đâu có quyền gì để cách ly. Tôi đâu có là bên tổ phụ nữ đâu cách ly. Nếu mà tôi làm tổ phụ nữ này, tôi tự vô cách ly em bé ra luôn. Tôi nói thật sự á. Hỏi cô chú anh chị có tức không? Mấy lần tôi xuống đây tôi thăm là tôi thương em bé thôi. Chứ không phải mà tôi xuống đây mà tôi thăm tôi thương vợ cảnh vợ chồng ông này. Ăn không ngồi rồi, ta đem tới ta cho ăn. Ăn xong rồi á, muốn làm cha làm mẹ ta, muốn chửi muốn đánh muốn tạt nước thánh tạt. Muốn lấy đá trời à. Mà theo cô là người tu có phải là bạo hành rồi với lại ăn thịt giống như ổng không cô? Cái này là tu hú. Không phải. Không, ổng tu. Ổng tu cái đạo của ổng á em. Em đừng có giỡn nha, ổng tu cái đạo của ổng á. Cái ông đạo mà nhà nước. Theo như chị nghĩ cái đạo này là nhà nước cấm á. Tại vì vô là ổng nói toàn là Phật pháp gì không, mình vô mình phạm lực. Tôi cho ổng mà ăn mà ổng mập ổng lên, mập thay ổng lên mà ổng đòi phạm lực tôi nữa. Ổng nói tôi bị cái nghiệp nữa. Cô chú anh chị thấy tức không? Nên tôi ra đây tôi nói để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, thậm chí những cái em mà lên đây cắt tóc cho em bé thấy thương, để cắt tóc cho em bé cho sạch sẽ lên, đầu trí không à. Làm móng tay móng chân cho sạch sẽ lại, móng tay móng chân nhỏ dày sọc à. Đó là người ta giúp đỡ. Mà ông còn dí người ta, ông quýnh người ta nữa. Cô chú anh chị thấy đúng hay sai? Thật tình là tôi rất là bức xúc. Tại sao mà để những cái người để nuôi em bé như vậy? Tôi thật á, bao nhiêu em truyền thông này bị đánh hết. Tôi thiệt, nếu mà ở gần nhà tôi đi, ông này tôi tiễn ông đi gắt. Chứ không phải để vậy đâu. Nhưng tôi... mà theo anh em con thấy không có cái đạo nào mà gọi là bạo lực như vậy hết á. Không em, cái đạo này là bạo lực em. Cái đạo của ông là bạo lực đó. Cái đạo đất thánh Chúa Trời đó. Bạo lực đó em. Cái đó chị nói thật. Ông dòm chị mà ngày hôm qua đó hen, chị xuống hen là ông dòm vô mắt chị là tao về tao bệnh luôn á. Trời ơi, tao nói thật á. Ngày hôm qua về tao bệnh tao nằm tao không biết gì luôn. Nguy hiểm quá. Tôi không biết gì luôn, tôi nói thiệt tôi nằm mà tính đổi chiều á nghe mọi người. Tôi không ngồi dậy nổi luôn. Sáng tôi mới ngồi dậy là tôi nói trời ơi, sáng rồi hả? Rồi mấy em truyền thông điện cho tôi.
Bữa nay tôi xuống tôi mua đồ nữa, nhưng mà tôi cho em bé có mấy cái thôi. Để biết không, cho hai vợ chồng ăn mập. Mập xong rồi á là quậy người ta. Có sức quậy. Trời đất ơi, hỏi chứ quậy những em truyền thông, không có em truyền, mấy em truyền thông làm sao mạnh thằng quân biết. Chứ mấy ai mấy người cứ hở ra comment vô chữ mấy em truyền thông. Cái này là tôi nói thật sự, không phải là tôi bên mấy em truyền thông mà tôi cũng chả có quen biết gì mấy em truyền thông. Thật tình luôn. Nhưng mà tôi xuống đây là tôi là mạnh thường quân. Tôi cho em bé chứ không phải cho hai vợ chồng này nha. Để hai ông vợ chồng này ăn không ngồi rồi mà ăn no rồi không biết làm ăn, vẫn cùi đuôi đi bán vé số kìa. Nó vẫn làm ăn được, tại sao không làm? Tại sao không làm ăn? Mà ăn no rồi cái ngửa tay xin tiền hở ra nói ông khùng. Khùng mà biết hả? Khùng mà biết là đi xin tiền ta ăn hả? Khùng mà biết đi xin đồ ăn hả? Khùng ở trường đi ngoài đường kìa. Mấy là khùng. Khùng không biết xin cái gì mấy là khùng. Còn khùng cái này đi ra chợ xin tiền xin đồ ăn người ta. Cô chú anh chị thấy những cái em truyền thông quay không? Đi ra chợ xin tiền cho không cho thôi. Không biết bắt cỡ. Cái dạng đó lì rồi. Thật là lì rồi. Còn cô chú anh chị đừng có nói em là bị mày nói quá bị nghiệp nghe, nghiệp nghe. Em nghiệp cũng được nữa. Em thật em rất là bức xúc. Xuống đây là dí mấy em truyền thông quýnh không à. Thậm chí tôi vô cũng quýnh tôi nữa nè. Phan tôi nữa nè. Tạt ba cái nước đánh đầu tôi nữa nè. Mà tôi xách cô chú anh chị tôi đi là 20 mấy cây số. Tôi xuống đây tôi cho đồ. Mà cũng vẫn chửi bình thường. Xuống đây là nói tôi bị phạm lực trời. Lực trời nào? Hỏi chứ cô chú anh chị chịu nổi không? Làm ăn gì kỳ vậy? Con người này không hay bệnh đâu. Mà cái con người này là tu cái dạng mà tu. Nãy nói tu thánh đất chúa trời hả? Thánh đất chúa trời. Tu cái này là nhà nước không cho. Hỏi chứ bây giờ dặn con nít có mi 5-6 tuổi thôi mày nói là ông nội bà ngoại gì ở trên trời không à? Rồi ai vô cũng phải là ghi tên vô để ông trù ẻo người ta, chịu nổi không? Ghi cái tên mình vô á, ai vô cũng phải vô đất ổng là phải ghi, mà đất ổng đâu đây? Người ta thấy tội người ta cắt cho ở. Ăn no ở dơ thấy mồ luôn. Ăn một chỗ ỉ một chỗ luôn. Đó, rồi cái người ta đem tới họng cho ăn, ăn đã rồi á, quẹt mỏ chửi người ta, rồi bắt đầu dí người ta chạy, vui vậy thôi buồn rồi dí tạt nước thánh. Trời ơi, nếu mà thương em bé thì làm ơn là chung tay vô để cứu em bé ra, để em bé đó nó có biết con chữ đi học. Chứ để như vậy tôi rất là bức xúc, tôi rất là đau lòng. Tôi nói thật, tôi không có con gái, tôi rất là thương. Tôi thiệt tình luôn. Từ 20 mấy cây số mà tôi dặm trường 20 mấy cây số tôi chạy này để tôi cho quà em bé được bao nhiêu hay bao nhiêu, từ gì tôi có lòng. Không phải tôi lên đây tôi nói cô chú anh chị để thương tôi hay là cái gì đó. Để tôi nói để cho cô chú anh chị biết, để hôm sau này đừng có ai tới mà để cho bất cứ một cái gì, để cho ông đói ông mò ra ông ăn đi. Ông mò ra để ông kiếm ông ăn đi. Ông đi hết cái chợ này tới chợ kia ông xe ta em xin tiền. Cái người ta nói vậy nè, ông khùng mà biết cái gì. Ủa không biết gì sao thì xin. Mấy người ta khùng ta ở chuồng ta đi ngoài đường kìa. Đó mới là khùng. Người ta khùng ta không biết cái gì mới là khùng. Còn cái dạng này là không phải là khùng đâu. Cái dạng này tu đất khánh chúa trời. Vô là vô tới trong cái chỗ ông ở á, cái chòi ông ở á. Ông ăn ông ậy một chỗ luôn, nằm một chỗ cũng nằm ăn luôn nha. Vui thì thôi, buồn á là chửi tục, chửi tiểu không, tự giờ mấy em truyền thông này cắt bớt á. Chứ không ông chửi tục không à. Thật tình á. Chị có vô đây á, chị có thấy mà bả mỗi lần bả mắc đi đái đó, bả chùm mền lại bả đổ dữ không? Đổ. Thấy rồi. Đổ dữ luôn. Dừa lắm. Đái ngồi lấy cái mền trùm ra. Những em truyền thông này quay, tự vì mấy em truyền thông này không có đăng lên ta không có cho phép. Chứ cho phép á là nó cũng đăng lên hết luôn rồi. Trời ơi, ngồi ăn một chỗ, ị một chỗ, đái một chỗ, đái xong á là đổ vô tô cái để dành đó. Cái mấy em này vô á cứ nào cho ăn, họ không cho ăn á là lấy nước thánh nó tạt. Chịu nổi không? Tạt từ trên đầu tạt xuống luôn. Tôi nói thiệt á, tôi vô tôi rất là bức xúc. Vì chẳng qua là tôi thương em bé, tôi mới kêu gọi những cái người ở trên tôi là có cho ủng hộ cho em bé không. Rồi thậm chí tôi cũng móc tiền túi tôi ra, tôi cũng mua cho em bé. Nhưng mà chứ không phải giờ có nói là nếu cho em bé thì nó lấy của em bé nó ăn hay sao? Thì nó ăn của em bé không à. Nên giờ tôi nhờ cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, đừng nên ai cho ông khùng này. Ông giá đồ khùng. Không phải khùng đâu. Sáng khùng em mà ăn mặc đồ, tôi nói thiệt chứ còn hơn xì tin nữa. Sáng em mua hộp cơm với trái cây vô cho con bé, mà em kêu anh Lợi cho bé ăn đi. Ông chửi em luôn. Nó cô chú anh chửi luôn. Cái này là ta chẳng qua là em lo cho con, lo cho bé, kêu ông cho nhỏ ăn đi. Ông không quan tâm tới con ổng nên giờ á
cô chú anh chị thấy như vậy thì ai, gia đình của em Hiền làm ơn đi vô cuộc để cho em đi học đi. Cái này là tôi nói thật sự trong lương tâm tôi. Em còn nhỏ lắm mà em đẹp gái ghê à. Em bé mà đi học là sáng lắm á, tôi nói thật. Học giỏi lắm á. Hot girl tương lai đó chứ chị. bây giờ mà để như vậy á nữa mà nạt không nạt mà mở không mở là chết luôn. Cứ nói trên trời dưới đất không như cha là chết liền. Chị nói với tụi em nghe nè, mình ở gần những cái người đàng hoàng thì mình phải nói đàng hoàng. Con nít mà dạng mà ở chung với cái ông khùng này, ông nói trên trời dưới đất thì em bé nó dĩ nhiên nó đâu có ra xã hội, nó sẽ học theo những vậy luôn. Nói chuyện giờ vô chị, vô chị hỏi bà ngoại đâu, có nói bà ngoại con trên trời chịu nổi không, rồi hỏi con thích đi chơi không, con đi chơi mà con đi trên trời luôn. Ờ đi chơi trên trời trong luôn, chơi dưới đất. Ờ toàn là cái đạo gì mình cũng không hiểu nữa, thiệt tình á. Tôi rất là bức xúc nên giờ những em truyền thông này nè, quay có gì tụi em để lên hết cho chị, chứ không có cắt cái gì nha. Chứ chị nói cái gì cứ quay hết lên để cho những cái người mà gia đình của em Hiền vô cuộc giùm ơn cái đi, để đưa em về đi học đi, cách ly hay bà này với ông khùng lên, chứ đừng có là cái kiểu này, thiệt tình á. Bây giờ hỏi chứ bây giờ muốn cho nhỏ ăn cho không cho thôi, nhỏ cũng không đòi luôn nữa, không đòi ăn luôn. Nãy hỏi con ăn gì, ông biết ăn táo thôi. Trời ơi, từ nào giờ cứ ăn táo thôi, còn không biết miếng cơm là gì luôn á. Vô coi cái chân em nhỏ hơn cái tay tôi nữa mọi người, nóng ruột thiệt á. Cái này không phải chuyện của tôi, nhưng mà tôi không có con gái, tôi thấy vậy tôi thương, tôi bức xúc, tôi vô tôi lên tiếng. Nên giờ cô chú anh chị có comment vô đừng có chửi em, không có nói em nói thật sự, chửi em tội nghiệp lắm. Mà có chửi em cũng sao, không quan tâm, em cũng lên mạng xã hội ầm ầm mà, nói thật. Rồi em thấy cái gì em bức xúc là em lên em nói à. Rồi buổi sáng thì cũng cảm ơn chị đã đến đây chia sẻ những câu chuyện của ông Lợi và bà Hiền và có một đứa con gái. Thì em cũng cảm ơn chị, chúc chị buổi sáng có nhiều sức khỏe. Rồi, chị bye bye.